Khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An thân mến. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu kiểu câu đầu tiên trong chương trình ngữ văn 8, đó là câu nghi vấn. Câu nghi vấn có chức năng chính là dùng để hỏi. Ngoài ra, câu nghi vấn còn dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ cảm xúc. Vậy còn câu cầu khiến và câu cảm thán có những đặc điểm hình thức như thế nào và chức năng ra sao? Tiết học trực tuyến hôm nay, thầy đại diện cho các thầy cô bộ môn ngữ văn 8 sẽ giới thiệu đến các em tiết 82-83 câu cầu khiến, câu cảm thán. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Mục tiêu cần đạt của bài học này nhằm giúp các em thứ nhất hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu cầu khiến và câu cảm thán. Thứ hai, giúp các em phân biệt câu cầu khiến và câu cảm thán với các kiểu câu khác. Và thứ ba, giúp các em nắm vững chức năng của câu cầu khiến, câu cảm thán và biết sử dụng các kiểu câu này phù hợp với tình huống giao tiếp. Tiếp theo, chúng ta đi vào tiến trình bài học. Các em nhớ chú ý lắng nghe và lấy bút vở ra ghi chép thật cẩn thận nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1 là mã câu cầu khiến, đặc điểm hình thức và chức năng. Các em tìm hiểu ví dụ 1, đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Ví dụ A, ông lão chào con cá và nói, mùa vợ tôi lại nổi cơn điên rồi, nó không muốn làm bà nhất phẩm phu nhân nữa, nó muốn làm nữ hoàng. Con cá trả lời, thôi đừng lo lắng, cứ về đi, trời phù hộ lão, mụ già sẽ là nữ hoàng. Ví dụ B, tôi khóc nấc lên, mẹ tôi từ ngoài đi vào, mẹ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng dắt tay em Thủy, đi thôi con. Các em chú ý câu hỏi, trong những đoạn trích trên, câu nào là câu cầu khiến? Các em dễ dàng nhận ra, câu cầu khiến gồm 3 câu, đó là thôi đừng lo lắng, cứ về đi và đi thôi con. Thì các em thấy là đặc điểm hình thức nào để biết đó là câu cầu khiến? Thì nó có từ ngữ cầu khiến. Ở câu đầu tiên các em thấy có từ đừng. Ở câu thứ hai các em thấy có từ đi. Và ở câu thứ ba là các em thấy có từ cầu khiến, đó là từ thôi. Vậy công dụng của các câu cầu khiến trên dùng để làm gì? Ở câu đầu tiên công dụng thì dùng để khuyên bảo. Và câu 2 và câu 3 thì công dụng dùng để yêu cầu. Vậy từ đó chúng ta chốt lại một kiến thức, đó chính là câu cầu khiến là câu có từ ngữ cầu khiến và dùng để khuyên bảo, yêu cầu, đề nghị, v.v. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu ví dụ 2. Đọc to những câu sau và trả lời câu hỏi. A. Anh làm gì đấy? Mở cửa, hôm nay trời nóng quá. B. Đang ngồi viết thư, tôi bỗng nghe tiếng ai đó vọng vào. Mở cửa. Các em hãy nhận xét sự khác nhau về cách đọc và chức năng của câu mở cửa trong ví dụ A với câu mở cửa trong ví dụ B. Các em thấy câu mở cửa trong ví dụ A giọng đọc nhẹ nhàng. Đây là câu trần thuật dùng để trả lời câu hỏi. Câu mở cửa ở ví dụ B thì giọng đọc nhấn mạnh hay còn gọi là ngữ điệu cầu khiến. Đây là câu cầu khiến dùng để ra lệnh. Sau khi tìm hiểu các ví dụ trên, chúng ta có thể chốt lại đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến bằng một sơ đồ. Các em nhớ kẻ sơ đồ này vào tập nhé. Câu cầu khiến về hình thức có những từ ngữ cầu khiến như là hãy, đừng, chớ, đi thôi nào hay ngữ điệu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than. Nhưng nếu ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm. Về chức năng thì câu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo. Để các em hiểu rõ hơn về câu cầu khiến, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi làm một bài tập nhanh nhé. Các em chú ý câu hỏi, tìm các câu cầu khiến trong những ví dụ dưới đây. Các em thấy trong 6 câu trên, ta có thể xác định được 3 câu sau đây là câu cầu khiến. Đó là câu 2, mọi người hãy nhanh chóng sơ tán, máy bay Mỹ sắp ném bom. Câu 3, đừng đi lối đó. Và câu 5, đó là im lặng. Sở dĩ các câu trên được xem là câu cầu khiến bởi vì
Ở câu 2 và câu 3, các em thấy có từ ngữ cầu khiến, đó là từ hãy và từ đừng. Còn với câu 5, dù không có từ ngữ cầu khiến, nhưng ta thấy trong câu này có ngữ điệu cầu khiến khi đọc giọng nhấn mạnh và dùng để ra lệnh. Thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu một kiểu câu nữa, đó chính là câu cảm thán. Các em quan sát ví dụ và trả lời câu hỏi nhé. Ví dụ A: Hỡi ơi lão Hạc, thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy, một người đã khóc vì trót lừa một con chó, một người nhịn ăn để tiền lại làm ma bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy, bây giờ cũng theo gót binh tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Ví dụ B: Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyện bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gọi, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lên láng máu sau rừng, ta đợi chết mạnh mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Các em thấy trong những đoạn trích trên thì các em hãy xác định cho thầy câu nào là câu cảm thán và đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu cảm thán, và câu cảm thán ở những ví dụ trên dùng để làm gì. Thì ta cũng dễ dàng nhận ra được, ở ví dụ A thì câu cảm thán là câu hỡi ơi lão Hạc, ở ví dụ B đó là câu than ôi. Sở dĩ chúng ta biết đó là câu cảm thán bởi vì ví dụ A có từ ngữ cảm thán, đó là từ hỡi ơi và dấu chấm than. Ở ví dụ B đó là từ ngữ cảm thán, đó là từ than ôi và cũng là dấu chấm than. Ở ví dụ A thì công dụng của câu cảm thán này dùng để bộc lộ cảm xúc của ông giáo. Còn ở ví dụ B thì công dụng của câu cảm thán này dùng để thể hiện sự tiếc nuối của con hổ về những cái tháng ngày huy hoàng của nó đã qua. Tiếp theo, bây giờ thầy có hai bức hình, các em hãy đặt một câu cảm thán cho mỗi bức hình dưới đây. Các em quan sát. Sau đây là phần gợi ý của thầy. Ở bức hình đầu tiên thì chúng ta có thể đặt đó là: Chao ôi, mặt trời mọc trên biển thật đẹp. Và ở bức hình thứ hai chúng ta có thể đặt một câu đó là: Ôi, tôi nhận được nhiều quà quá. Từ đó chúng ta rút ra một kết luận, nhận xét. Chức năng của câu cảm thán đó là dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói và người viết. Nhưng các em nhớ nhé, ngoài chức năng của câu cảm thán thì đặc điểm hình thức của câu cảm thán là phải có những cái từ ngữ cảm thán và kết thúc thường bằng dấu chấm than. Các em, một cái tình huống được đặt ra khá thú vị cho các em, đó là: Vậy khi viết đơn, biên bản, hợp đồng hay trình bày kết quả giải một bài toán, ta có thể dùng câu cảm thán được không và vì sao? Thầy có một giấy đề nghị, các em tham khảo giấy đề nghị mà các em đã được tìm hiểu ở chương trình lớp 7. Các em quan sát. Sau khi các em đọc xong giấy đề nghị thì bây giờ chúng ta rút ra một cái kết luận, đó là khi chúng ta viết đơn, biên bản, hợp đồng thì ngôn ngữ trong đơn, biên bản, hợp đồng hay trình bày kết quả giải một bài toán thì chúng ta cần phải ngắn gọn, rõ ràng, phải theo mẫu, không cần phải có cảm xúc. Như vậy câu cảm thán được sử dụng trong những trường hợp nào? Đó là câu cảm thán thường chủ yếu được dùng trong văn chương, ngôn ngữ nói hàng ngày. Ở dạng nói thì các em chú ý kỹ hơn, đó là câu cảm thán phải có ngữ điệu cảm thán, như nhấn giọng ở các từ ngữ cảm thán, có giọng thay đổi phù hợp với cảm xúc nha. Một tình huống nữa đặt ra cho các em, đó là tại sao trong ví dụ 1A có hai câu cũng kết thúc bằng dấu chấm than nhưng lại không phải là câu cảm thán. Các em quan sát, đó là câu một người như thế ấy và câu một người đã khóc vì trót lừa một con chó. Bởi vì
các em thấy rằng hai câu trên dù có dấu chấm than nhưng nó không có từ ngữ cảm thán, cho nên nó không được gọi là câu cảm thán. Dù kết thúc bằng dấu chấm than và có thể dùng để bộc lộ cảm xúc, nhưng nếu không có từ ngữ cảm thán thì câu đó không phải là câu cảm thán. Sau khi tìm hiểu các ví dụ trên, chúng ta có thể chốt lại đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán bằng một sơ đồ. Các em có thể kẻ sơ đồ này vào tập nhé. Câu cảm thán về hình thức thì nó có những từ ngữ cảm thán, ví dụ như ôi, than ôi, hỡi ơi, chao ơi, trời ơi, thay, biết bao, xiết bao và biết chừng nào. Thường câu cảm thán sẽ kết thúc bằng dấu chấm than. Về chức năng, câu cảm thán dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói và người viết, và câu cảm thán thường được dùng trong giao tiếp và trong văn chương. Bây giờ để khắc sâu thêm kiến thức, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập nhanh. Các em chú ý câu hỏi. Hãy thêm các từ ngữ cảm thán và dấu chấm than để chuyển đổi các câu sau thành câu cảm thán. A. Anh đến muộn quá. B. Trăng đêm nay đẹp. Và C. Chân tôi đau quá. Sau đây là phần gợi ý của thầy. Ở câu A chúng ta có thể thay đổi như thế này: trời ơi, anh đến muộn quá. B. Trăng đêm nay đẹp biết bao. C. Ôi, chân tôi đau quá. Các em vừa tìm hiểu hai kiểu câu, cầu khiến và câu cảm thán, nhằm giúp các em dễ phân biệt. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục làm thêm một bài tập nhanh nữa nhé. Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa câu cầu khiến và câu cảm thán. Các em có thể thấy giống nhau giữa hai kiểu câu này, đó là đều thường sử dụng dấu chấm than ở cuối câu. Vậy khác nhau là gì? Các em thấy câu cầu khiến thường sử dụng các từ ngữ cầu khiến như là hãy, đừng, chớ, đi, thôi nào, hay ngữ điệu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị và khuyên bảo. Còn với câu cảm thán, sử dụng các từ ngữ cảm thán như là ôi, than ôi, hỡi, hỡi ơi, biết bao, thay, biết chừng nào, với mục đích đó là dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói và người viết. Bây giờ là câu hỏi về nhà, các em chú ý. Thứ nhất, các em cần nắm vững đặc điểm hình thức, chức năng của câu cầu khiến và câu cảm thán. Thứ hai, các em phải học thuộc ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 31 và trang 44. Và thứ ba, điều quan trọng là các em phải viết được một đoạn đối thoại ngắn, chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán. Các em phải gạch chân và chú thích các kiểu câu đó. Các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân mến, thầy vừa hướng dẫn cho các em hai kiểu câu, đó là câu cầu khiến và câu cảm thán. Nếu phần nào các em chưa hiểu, các em nhớ ghi và hỏi lại thầy cô qua địa chỉ email, Facebook, Zalo hoặc là sau khi thầy trò chúng ta trở lại trường. Thầy chúc các em và gia đình có thật nhiều sức khỏe, các em nhớ học bài và làm bài đầy đủ nhé. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo.